Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây, và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Không biết là các bạn đã cập nhật phiên bản mới chưa, là phiên bản 15 tháng 6 đấy, không phải là phiên bản sinh tồn đâu nhá, sinh tồn là 22 tháng 7 lận. Mình thì mình đã cập nhật hôm qua rồi, nhưng mà cập nhật điện thoại cơ, hiện tại trên PC là chưa thấy gì. Nhưng mà nó có một vài cái vấn đề nho nhỏ thì tí mình sẽ nói cho bạn ha. Và cái thứ hai thì mình kiểu như tình cờ đang ngồi lướt coi bên mấy anh Trung Quốc thì thấy mấy anh đưa ra cái giả thuyết là có trang bị mới. Thì mình cũng tính chia sẻ cho mọi người coi là xem có đúng hay sai ha. Chúng ta sẽ cùng phân tích gọi là có đúng là có trang bị mới hay không. Thì bây giờ mình sẽ vào nội dung chính ha. À mà đừng quên là anh em để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh đi. Đây là giao diện vào game các bạn ạ. Bản GoPro 0.53 đây. Thì nó đã đổi thành Mini World Creator, không phải là Mini World Block Art nữa. Và bây giờ mình sẽ nhấp vào game ha. Các bạn thấy rằng là ở kia có cái cây gọi là cây cổ thụ khá là to, và ở giữa nó có cục khối năng lượng, mình biết là khối năng lượng đúng không. Nhưng mà vấn đề là mình vào game thì giao diện nó cũng không có gì thay đổi cả các bạn ạ. Không khác gì phiên bản trước. Mình không biết là nó thay đổi ở đâu hay là thay đổi chỗ nào đấy, nhưng mà hiện tại thì chả thấy các bạn. Không biết là các bạn có bị như mình không, cũng đã cập nhật, cũng đã update rồi nhưng mà cũng không có gì thay đổi cả. Hay là nó thay đổi chỗ nào nhờ? Các bạn có biết không, các bạn chỉ mình chứ mình thấy là nó chả khác gì nhau. Nó vẫn giống như phiên bản trước. Hay là do của mình bị lỗi hay gì đấy. Không biết là anh em nào có bị như mình hay không ha. Đây, đấy. Không thấy gì cả. Vẫn y chang các bạn. Mình tưởng là nó thay đổi giao diện lớn nó mà sẽ sao lại không thấy gì nhờ. Thấy mỗi cái hình ảnh ngoài bìa khác thôi. Còn lại tôi không thấy gì hết. Tôi thấy vẫn giống y chang, mặc dù là nó có ghi là 0.53.18, tức là nó đã lên được 0.18, ở phiên bản trước là 0.10 các bạn. Còn bên vừa mới cập nhật thì lên 0.18, nhưng mà hiện tại chỉ điện thoại được cập nhật thôi nhá. Chứ còn PC thì có vẻ là hơi chậm một tí. Sau khi mà ngày hôm qua mình cập nhật và vẫn không có gì thay đổi thì chị Minh cũng đã thông báo là do là bản test này thì nó cần phải sửa chữa một số thứ nữa các bạn ạ. Nên là họ quyết định là họ sẽ rời ngày cập nhật lại, tức là các bạn sẽ chỉ thấy cái giao diện lúc vào thôi. Nhưng mà thực ra ở phía bên trong là chưa có thay đổi gì hết. Nên là họ sẽ rời lại, quyết định là rời ngày cập nhật lại. Và chưa biết được ngày nào cập nhật nha các bạn. Nhưng mà hiện tại không phải là ngày 15 hoặc là ngày 16 nữa rồi. Chúng ta sẽ phải chờ đợi tiếp tục để có thể cập nhật cái phần giao diện này. Và vì lý do mà đã thông báo ngày 15 tháng 6 nhưng mà lại không cập nhật, nên là bên cộng đồng, bên chị admin cộng đồng thì cũng đã cho chúng ta một cái code. Các bạn có thể đánh vào hoặc là gõ vào để nhận phần quà ha. Đây thì cái code mình có đăng ký ở dưới phần mô tả cũng như là ở trên màn hình luôn. Các bạn có thể copy vào dưới phần mô tả mình đưa, hoặc là phần trên màn hình các bạn gõ vào. Đây là code của chị admin gửi tới cho mọi người nhá. Mình chỉ chia sẻ thôi. Ok, thì đó là nội dung thứ nhất mình muốn nói với các bạn. Còn nội dung thứ hai, thực sự thì cái này chỉ là tin đồn, tin đoán thôi. Các bạn đừng có nhận xác thực nhá. Mình chỉ chia sẻ rằng là do tại vì bên Trung Quốc họ kiểu xôn xao các thứ, nên là mình cũng mang về cho mọi người tham khảo ý kiến thôi. Vài bữa trước thì bên danh chủ Mini World Trung Quốc thì nó có tấm hình là KK mặc bộ đồ rồng các bạn ạ. Set đồ rồng. Thế là anh em Trung Quốc là bắt đầu đồn đoán nhau rằng là sắp tới là có khi lại có bộ đồ rồng cũng nên. Mình thì mình cũng không biết, mình chỉ kiểu cũng nghe cũng hợp lý các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là tấm hình thì thường thì Mini World họ làm thì nó cũng không có làm dư thừa, không làm cho vui mấy khi cả. Có thể là đôi khi là họ làm kiểu như là ẩn ý đồn đoán các thứ, hé lộ thông tin. Thì đây chỉ là gọi là thông tin phỏng đoán thôi ha, chứ chả có gì chắc chắn cả. Tại vì chúng ta mới cập nhật mà, nên là cũng không thể cập nhật thêm nhanh đến như vậy được. Nhưng mà giả thuyết của mấy bạn Trung Quốc thì đưa cũng khá là đúng, khi mà phần thưởng của rồng, khi hạ rồng á các bạn, boss rồng á, thì nó cũng đã không thay đổi từ rất là lâu rồi. Nó cũng đã khá là nhàm chán với mọi người khi mà phần thưởng không có gì thay đổi nữa. Nên là cái việc mà suy đoán là sắp có bộ trang bị xét về rồng thì cũng hợp lý thôi. Thì dù sao ở đây là chỉ là thông tin đồn đoán thôi, nên là cũng chả có chắc được điều gì các bạn ạ. Thêm một thông tin khá là quan trọng nữa mà mình quên chia sẻ cho mọi người. Đó chính là Mini World đang có tổ chức cuộc thi gọi là xây dựng siêu tốc các bạn ạ. Cái cuộc thi này là được chúng ta tổ chức một lần rồi, và đây là lần thứ hai. Thì phần thưởng của cái cuộc thi này là top 1 là các bạn sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền mặt. Không, mình chả biết tiền mặt hay là tiền chuyển khoản đấy nhá. Và top 2 thì các bạn sẽ được 1 triệu đồng, và top 3 thì 500 ngàn đồng.
và ba bạn builder gọi là giải khuyến khích thì sẽ gọi là nhận được một gối ôm Nemo các bạn. Thì đây là cái link mà đăng ký tham gia nhé, các bạn có thể ấn vào và tham gia. Nói chung là nó cũng gọi là tùy người, số lượng có hạn mà, nên là sẽ chọn lọc thôi. Anh em mà may mắn thì được chọn có thể tham gia. Thì chúng ta sẽ có hai vòng các bạn ạ. Vòng thứ nhất là vào ngày 18-19 tháng 6, vòng thứ hai là ngày 25-26 tháng 6. Thì chủ đề là chủ yếu là xây các mô hình của anh gấu hoặc là chị sao thôi, nên là xoay quanh chủ yếu là tốc độ xây như thế nào. Anh em nào mà kiểu là dân build xây nhanh thì có thể tham gia cái sự kiện này nhá. Mình thì mình chỉ chia sẻ đấy thôi, còn các bạn muốn tham gia các bạn tìm hiểu thêm về cái thông tin giải đấu này nhá. Ok, thì đây là một vài thông tin mà mình muốn chia sẻ đến cho mọi người ha. Thì đây là ba thông tin chính mà mình đã tìm được hôm qua, thu thập được hôm qua. Có lẽ mình sẽ xin dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và đừng quên để cho mình một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.